Thật ra là muốn tránh thằng quỷ đó, cũng không cần đi xa như vậy đâu. Rời khỏi Trung Nguyên càng xa càng tốt. Ta không muốn giết người nữa, cũng không muốn bị người ta giết. Vậy cũng phải. Giả lại ta nghe người ta nói nước Đại Lý có một thập động trung vũ ngàn năm, lấy nước trong thập động trung vũ rửa đôi mắt, và dẫn khí dưỡng thương có thể trị lành. Phải không? Thì sao bây giờ mới nói? Cái động đó ở đâu vậy? Chúng ta mau đi tới đó. Hoàng, ta chỉ nghe người ta nói thôi, thật ra ta không biết có cái động đó hay không. Vậy hả? Hay là chúng ta tìm quán trọ nghỉ chân trước cái đã, sau đó tìm từng động một lần mò. Không tìm được thị trấn này thì thị trấn khác. Nói tóm lại, lục tung nước Đại Lý này cũng phải tìm cho ra. Nè, tôi đừng nói nhiều nữa, nhất là những lời nói khách sáo. Nói cho cùng, lão cũng là sư bá của tôi. Nếu tôi làm được, tôi nhất định làm. Nhưng bây giờ kẹt nhất là vấn đề năng lượng đó. Vậy năng lượng của cha ngươi cho ngươi độc? Từ Trung Nguyên đến nay cũng tiêu xài hết rồi, còn dư chút đỉnh thôi. Tôi nhân lúc lão không để ý lấy đi để phát tài. Ai ngờ gặp lúc đang giận xui, tài ông thấy phát mệt thì đúng hơn, liên tục. Vậy chúng ta đừng ở quán trọ nữa, lên núi tìm hang ẩn đỡ đi. Nè, sư bá không phải nó chơi chứ, hang động hả? Lão thì ở quen rồi, còn tôi thì không quen. Nửa đêm lỡ bị cọp tha đi thì sao? Quán trọ đi, hay là quán phía trước nghe. Phi à, bây giờ chúng ta còn lại rất ít năng lượng, ta sợ ngươi không đủ bạc để ăn. Tôi có cách rồi mà, lão tin tôi đi. Ngươi lại muốn đánh bạc nữa? Trời ơi, không có đánh nữa, lão dông dài quá đi. Mua tài thì cô xỉu, mua xỉu thì cô tài, thật là cái số đen. Đã nghèo rồi gặp Mạc luôn, thiệt tình. Sư bá, người đi đâu? Đi đâu về vậy? À không, hồi nãy con đi... Lại đi đánh bạc phải không? Người không đánh bạc thì làm sao phát tài được. Nhưng hôm nay thiệt là số đen. Cả mấy lượng bạc người cũng thua luôn. Người thì có ba chìm bãi nổi, bây giờ đang xui mới vậy thôi, mai mốt gặp hơn hả? Cái gì cũng lấy lại thôi mà. Chúng ta lập tức lên được. Sao vậy? Đêm nào bà chủ quán trọ cũng lên đòi tiền thuê phòng, bây giờ đâu có tiền để trả người ta. Lão không cần phải lo, chuyện bà chủ để tôi giải quyết cho. Nè bây giờ tôi xuống dưới nói chuyện với bà. Lão ngồi ở đây đi, đợi tôi, lẹ lên. Quần áo rách rưới không biết có tiền trả tiền thuê phòng cho chúng ta không nữa. Không trả tiền hả? Nó khôn mụ ta ngu hay sao? Nếu như không trả tiền á, ta đuổi bọn họ ra hết luôn á. Tóm lại đừng có lên tiếng. Lục Dương gia phục lệnh xuất tuần, ngươi tới đây để làm cái gì? Ê trời, chính vì tôi biết Lục Dương gia đến đây rồi cho nên tôi mới đi theo. Tôi đã theo Dương gia đến nước Đại Lý này để bảo vệ sự an nguy cho Dương gia. Trời đất ơi, cứ coi kìa, Dương gia thở dài rồi kìa, Dương gia giận rồi kìa, Dương gia võ công cái thế cần người đến bảo vệ hay sao? Mạc Tương biết tội. Dạ, bởi vì Lục Dương gia quyền quý cao sang, bây giờ ăn mặc giống như ăn mày vậy à. Ở những nơi như vậy ta thiệt là lo lắng quá. Người không biết Dương gia làm như vậy chỉ vì muốn thâm nhập vào dân gian, để coi muôn dân sống như thế nào. Người tới đây làm gì? Em thấy về mặt kinh phí, nói tới tiền hả, chúng tôi còn có mười mấy thùng ngân lượng, sợ vậy không tiêu xài hết. Cho nên nếu ai phục vụ tận tình chú đáo cho chúng tôi, thôi thì cứ lấy đại 4-5 lượng vàng cho người đó. Coi chừng để lộ thân phận bây giờ. Người biết thì tốt rồi, còn nói nhiều như vậy, đi về đi. Mạc Tương biết tội. Vậy bây giờ Mạc Tương đi đây. Khoan đã, hồi nãy ngươi vào đây bằng lối nào? Và Mạc Tương dùng kinh công bay qua cửa sổ vào đây. Vậy thì bây giờ ngươi dùng kinh công để bay qua cửa sổ ra đi. Ngươi coi ngươi kìa, ăn mặc như vậy bộ sợ người ta không biết mình là đại tướng quân sao? Mạc Tương biết tội. Vậy Mạc Tương xin cầu. Nè, thôi đừng có nói nhiều nữa, đi mau đi, có chừng bị người ta phát hiện bây giờ. Dạ. Không biết có để cho ai nghe lén được không? Mấy người nghe được cái gì vậy? Không có. Chúng tôi đâu nghe được đâu. Không có thiệt mà. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lục Dương gia không phải, bằng hữu của ta bây giờ rất đói bụng. Các người mau chuẩn bị rượu thịt lẹ lên. Được. Tôi chuẩn bị những món ăn ngon để đón tiếp hai vị khách qua ăn đây ha. Không cần bài vẽ nhiều làm cái gì, làm mấy món đơn sơ ăn cho chắc bụng là được rồi. Ê trời ơi, miễn các vị vừa miệng là được rồi mà. Ta đợi thêm một chút đi. Phát tài rồi. Phi, lập tức lên đường. cực khổ như vậy mới gạt được bọn họ giờ đi hả? Ta là đệ tử phái Vân Thương, sao có thể lường gạt thiên hạ? Lúc nãy tôi nói sai, thật ra không thể gọi là gạt, bây giờ chỉ tạm thời thôi. Nếu không tạm thời cũng được, gạt cũng được à? Nè, vậy có phải là ngủ hang động không? Cho dù có ngủ ở hang núi đi nữa cũng phải ăn chứ, không tiền lấy gì ăn? Người đi không? Không đi. Không đi thì ta đi. Lão thích thì đi một mình luôn đi. Tôi tưởng là lão đi đâu chứ, tìm lão khắp nơi luôn à. Nè bây giờ tôi và lão cùng nhau nhịn đói đây nè. Bây giờ đang nghe lá cây lót dạ, đừng nên nói tôi lường gạt nữa nha. Lão còn giận tôi hả? Không phải ta giận người, ta chỉ là nằm mơ, cũng không nghĩ rằng đường đường đệ tử Phái Vân Thương lại lưu lạc đến nơi hoang dã như vậy. Ta thật là không hiểu được. Đâu phải do lão gây ra, cho dù có cũng do tôi gây ra thôi. Không phải, lần này ta đã liên lụy đến người. Thôi đừng có nói ba cái chuyện này nữa, chúng ta là người một nhà mà. Nói khách sáo làm gì? Tốt nhất tìm được cái thạch động đó. Sau khi trị xong đôi mắt của lão, tôi lập tức đi tìm việc làm, kiếm được tiền rồi thanh toán hết tiền thuê phòng. Ma vị bằng hữu, nếu như đã tới, tại sao không ra đây gặp mặt chứ? Nó nói gì vậy? Ba vị khinh công rất giỏi, tin rằng các người nhất định là giang hồ đỉnh đỉnh đại danh Thiên Kỳ tam quái. Cổ Phong, không ngờ ngươi đã mù mà tay vẫn còn thính. Ta càng không ngờ được Đoạn Ngọc Lầu có thể thiên lý vạn dặm mời ba vị đến đây để đối phó với lão mù này. Đừng nói nhiều nữa, mau chạy tôi sư bá. Đừng nói tiếc. Đoạn Ngọc Lầu tuy rằng muốn bắt được lão, rất tiếc hắn chưa đủ bản lĩnh bảo Thiên Trì tam quái bán mạng cho hắn, khiến lão hiểu lầm một phen. Chúng tôi thật là ngại quá, xin cáo từ tại đây. Cáo từ. Đúng là bọn người quái lạ. Quái lạ? Luôn cả Thiên Kỳ tam quái cũng đến đại lý. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thôi kệ đi, chỉ cần biết không phải từ chúng ta để trả thù thì nên về nhà làm gà trả lễ.